Và thưa quý vị và các bạn, chúng ta cũng sẽ nhìn qua một chút xíu về dàn nhạc gọi là điển hình của một một cái phần ca Huế. Thưa thầy Trần Văn Khê, thầy có thể giúp con giới thiệu đến quý vị về những cái nhạc cụ này không thưa thầy? Trong một dàn nhạc để phụ họa theo ca Huế, thì thí dụ như Dầu Châu Bán Hơi Khách hay là Hơi Nam, Hơi Khách như là những cái loại bài của Cô Bán hay Phú Lục, Hơi Nam đó là Năm Bằng Làm Ai vân vân. Nhưng mà cái đờn chánh ở trong cái dàn nhạc nó luôn luôn là cái đờn nguyệt. Cái đờn nguyệt nó là đờn tiếng chân phương, mà cái quan trọng nhất là cái nhấn nhá chứ không phải là cái truyền. Nó khác chứ cách đờn nguyệt của Chầu Văn là bay bướm, mà tiếng đờn về tiếng đờn truyền, thành ra cái đờn nguyệt của người Việt Nam phần nhiều đó là 8 phím, mà cái lần nguyệt của lần Chầu Văn nó lên tới 11, 12 phím. Yeah. Rồi kế cái lần nguyệt nó là ra cái tiếng thổ, thì nó có một cái lần tranh nó là tiếng kim, mà cái tiếng lần tranh đó là nó đi có những cái chữ bay bướm, những chữ có chữ á, có những chữ song thanh, có những chữ truyền, rồi nó có một cây. Cái lần thứ ba là lấy cái lần nhị, tức là cái lần cò, để đờn lên, đờn cái chữ đờn đó là vuốt ve, tay vuốt ve nên lời dịu ngọt. Khi mà có lần nguyệt với lần tranh không thì là song tấu, nguyệt, lần tranh, lần với lần nhị kêu là tam tấu. Rồi có khi thêm vô nữa một cái đờn nữa là cái đờn tỳ bà, rồi có khi thêm cái đờn nữa là cái đờn tam, thì cái đó là năm cái cây gọi là ngũ tuyệt. Qua tới đời Vua Thành Thái thích cái đờn bầu, cho nên cái đờn bầu cho được vô trong ngũ tuyệt là bắt đầu từ Vua Thành Thái, chứ còn trước khi kia từ đời Gia Long và Minh Mạng là thì không có. Thì tất cả mấy cái dàn nhạc đó, nếu năm cây thì gọi là ngũ tuyệt. Thì cái người trong cái đờn ca Huế đó là cái đờn là quan trọng, nhưng mà quan trọng hơn nữa là cái người ca. Cho nên vì thế người ta dùng chữ ca Huế hơn. Ngược lại với trong tài tử miền Nam, đờn ca tài tử, tức là đờn và ca có hai cái giá trị ngang nhau. Dạ. Và chúng ta còn có một nhân vật nữa cũng quan trọng không kém, đó là nghệ sĩ đánh trống, thưa quý vị. Như là ban nãy, giáo sư Trần Văn Khê cũng đã giới thiệu với chúng ta, nếu mà các thành viên trong ban nhạc, hai nhạc cụ chơi với nhau cũng đều được chấp nhận, được gọi là song tấu, ba nhạc cụ chơi với nhau là tam tấu, cứ tương tự như vậy là ngũ tấu hay là tứ tấu. Vậy thì ngay bây giờ thì đây là một cái sự hòa quyện của cả người hát lẫn các nhạc công ở trong cái ban nhạc ca Huế, nhưng mà lại trong một cái thể loại âm nhạc vô cùng có thể nói là khá lạ. Bởi vì nếu như mà quý vị vẫn nghe quen ca Huế đó, đầm thắm mượt mà như thế nào, thì bây giờ với bản Chầu Văn, tức là một bài hát mà quý vị vẫn thường thấy, vẫn thường được diễn ra tại điện Hòn Chén trong những dịp lễ lớn, thì quý vị sẽ thấy là đây sẽ là một cái phong cách hoàn toàn khác. Sao mình khó quên
sớm lên tiếng mù, chiều ra bầu tài cả ngôn.